Đây nha, em quay cho anh cái xem hình thức ở nó chốt. Đấy, đúng nghĩa là rất mới này. Không có vết siêu sao này, mặt cái em đi này. Đây, đổi loa nhá, để loa này. Đây, bóng nguyên này. Đấy nha, logo ghế được đang là nổi đẹp, lung linh này. Đây. Đấy. Hơi bụi một tí thôi. Bụi từ sau như là bóng mà. Đấy. Mặt sau loa nhá. Đấy. Và đây nữa này. Không có vết sơ sát gì nhá. Đảm bảo cho bác luôn là yên tâm. Là em bán hàng bác yên tâm, rất đẹp đây. Đấy, các cái chân đinh AK này rất mới này. Đấy, bóng nguyên nhá. Mặt sau của Omly, cho bác xem mặt sau Omly luôn này. Đấy, mặt sau Omly cũng rất mới. Đấy, các cái nút này đang là mới nguyên này. Đấy, mới nguyên. Cổng chờ nhiều vô kể. Cái này là hơi bụi thì em lau đi được. Đấy, lau bóng này này. Nguyên màu vàng này. À, mày biết in Japa mà nhá. Đấy, chuẩn Japa luôn này. Điện 100V. Cặp loa trùng seri nhỉ. Đấy, seri loa này. Đấy, đẹp, yên tâm bác nhá. Đầy đủ khiển dinh cho bác luôn. Đấy, em sẽ xoay kỹ cho bác. Đây, phụ kiện anten đầy đủ cho bác. Đây, bác em đố bác tìm ở Việt Nam luôn. Hết. Bác yên tâm nhé, được thì chuyển khoản cho em.